Vậy uống thuốc nè chồng ơi. Đơm rau, ăn đêm coi chừng bị béo phì á. Không 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 không, không phải là đồ ăn mà là thần dược. Thần dược gì? Đây là thần dược em thỉnh được từ một ông thầy ở trên núi xuống đó. Uống vô là đảm bảo mình sẽ có em bé. Cái gì uống vô có em bé à? Đúng vậy. Uống đi. Con chật gơ quá. Uống đi. Cái mùi nó gơ quá. Thuốc tốt thì cái mùi nó phải ghê chứ sao? Thôi đêm nào đợi cho anh ngủ đi mà. Thì chính vì đêm cho nên là mới cho uống. Uống đi. Nếu mà có bị gì là anh bị chứ em không có bị sao hết, cho nên anh đừng có lo. Rồi cái này uống được không? Được mà, trời ơi, thuốc này bao nhiêu tiền luôn á. Sao sao thấy sao? Qua trời. Qua trời. Thấy trong người thì sao? Qua trời. Ôi, có hiệu quả liền luôn á hả? Hiệu quả luôn em ơ. À, thôi nha. Quá trời. Thôi nha. Anh phải chạy thao, Anh chạy hả? Em cũng chạy đây. Anh ơi em chạy nè, anh đuổi theo em đi. Em chạy nè. Cứ à, anh chạy đây em ơ. Nè em chạy nè. Ủa đáng lẽ phải chạy vô đây chứ sao tự nhiên chạy vô toilet vậy? Ôi tôi chết rồi. Ôi ơi. Công lao á, đi mua đồ về hầm cho ổng nguyên một con. Rồi xong rồi ném ra ném vô. Ôi ơi, cố tình để cho ổng ăn, ổng cường dương. Rồi gì tráng thận gì đó để mà mau có con. Cuối cùng sao tự nhiên thèm kỳ lạ vậy trời. Ném ném hoài giờ còn xương không mà ổng ăn cái gì. Ủa bây giờ làm sao? Giờ còn nửa con giục đi thì uổng. Mà không giục đi cất ở đâu? Giấu nữa hả trời? Em đừng có đụng vô người anh nữa. Anh đừng có. Anh đừng có mè nhau. Công chúa giống phải gai mùng tơi à? Gì vậy con? Mẹ. Ui dạ. Cái gì vậy? Vợ con nè, học ở đâu ra mấy cái bài trên mạng, cái bài yoga vậy đó. Bắt con tập theo. Giờ đau chết nè. Vặn có một tí mà rên gì. Nhã. Dạ. Con quá đáng á. Nó đi làm về mệt mỏi, con còn bắt nó tập tành chứ cực khổ gì trời. Con nghe theo lời khuyên của mẹ. Chúng mình bàn với nhau là phải tìm ra một cái cách thức nào đó để chúng ta có bầu. Thì con mới phát kiến ra một cái phương pháp mà có thể lưu thông khí huyết trong chồng con, để chồng con có thể tăng cường sinh lực để chúng con có con. Và đó là cách gọi là tập yoga. Con mới học được trên yoga ngay sáng nay. Con chỉ lại cho chồng con toàn động tác hay. Làm xong đảm bảo là khí huyết nó lưu từ dưới gót chân lên đỉnh đầu mà. Lưu thông cái đầu em á. Lưu thông đầu không thấy, thấy. Mới đi vật lý trị liệu xong luôn á mẹ. Chăm cứu đau không chết nữa nè. Mà cái thế gì mà đau đớn kinh hoàng vậy? Cái gì đó? Rắn bò lên tường. Đó. Con, thì giờ vợ con nó cũng muốn tốt cho con mà. Thì con ráng con làm đi, đặng mà có con chứ làm sao. Mà nếu mà cái thế rắn bò lên tường khó quá, thì con chỉ cho nó một cái thế khác đi. Thằng lằn đu cột chẳng hạn. Thằng lằn đu cột, anh nhớ nhớ. Thằng lằn đu cột thế này nhá. Anh lựa xuống. Trời ơi, cái thế. Còn khó quá thì em cho anh làm động tác bướm bướm tung chảo như thế này. Anh hiểu không? Đi em chỉ cho. Lên phòng. Em tránh xa anh ra. Em tránh xa anh ra đi. Châu chấu nhảy cốt. Thôi dẹp đi, tránh xa anh ra đi. Đi mà. Ôi mà con đi. Mình ơi. Khó quá. À Minh. Thôi quá vậy. Mình, hồi nãy mình hứa với anh là cho anh ăn cái món gà thịt thú Bắc đúng không? Mình làm xong chưa? Xong rồi. Xong hả? Đêm nay nếm cái khối. Nó bụng muốn chết luôn vậy đó. Nhanh đi. Bà em ăn hết rồi. Hả? Nhưng cũng còn chút. Trời. Anh giận em.
thôi đi tập cái thằng lằn đu cột cũng được. Không cần ăn này á, mấy đứa nhỏ nó chỉ á, thằng lằn đu cột với tung chảo vậy đó. Rắn xà cột gì. Còn hai chùm lại. Xong chưa? Xong rồi. Đi, tập thể dục. Tập giảm cân đi Bình ơi. Đi, đi. Mẹ đi tập với bác Teo một chút đi. Dạ. Mẹ với bay cũng tập thể dục đi nghe không? Con hơi ngó hàng nha. Vâng. Đi đi đi, có sức khỏe có tất cả. Đi. Sao mặc đồ này tập vậy? Trời đất ơi, mặc đồ cho nó hoành tráng lên. Chồng em, chồng em. Chồng. Ồ, trời thương quá. Tội nghiệp chồng. Cẩn thận, cẩn thận. Tội nghiệp chồng của em quá. Chồng em thấy sao rồi? Thấy trong người dạo này nó mất nước nhiều lắm. Xin lỗi. Em đã đổi thuốc cho chồng rồi. Thôi thôi thôi, thôi, thôi đừng có cho uống thuốc nữa mệt quá. Chồng cứ tin em. Em cứ như vậy hoài à. Thuốc làm chi mà có tác dụng được. Con cái là cái duyên trời cho, hiểu không? Chừng nào trời cho thì mình có tao. Chứ em cứ vậy hoài à. Uống vô mất nước bữa giờ người khô héo luôn. Anh mày, mày cũng bị chàng tao phải không? Anh cũng bị cái em luôn á hả? Đâu, hai cái tình huống nó hoàn toàn khác nhau chứ. Khác nhau mà. Có khác nhau. Nhưng mà cái đứa nó đau bụng, đứa nó đau cuộc sống. Em đó, em bắt em anh tập cái bài yoga cái gì mà nó đau nhất xương sống. Nguyên một tuần lễ nay anh đi khám vật lý trị liệu mấy lần chưa hết. Đừng có than thở. Cái vấn đề là anh lười biếng, anh không chịu tập thường xuyên. Anh mà tập thường xuyên thì cơ thể anh sẽ dẻo dai lại. Anh lượn ngồi anh sẽ không bị chật xương sống nữa. Ôi mà đau lắm em ơi. Ba. Bà làm gì bà cười vậy? Chú lê mình chú cười con. Thấy con đau rồi chú vui lắm mà sao chú cười? Vui sao không vui? Tao thấy hai đứa tụi bay bị hai con vợ nó hành hạ đến nỗi mà thân tàn ma dại. Mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà đứa nào nó đi giống như ông cụ của hơn tao. Trời ơi, tụi con cưng chồng tụi con. Bà làm như bà sướng lắm vậy, bà nói tụi con. Để ba nói cho con nghe, mẹ con lúc này dễ thương lắm. Hình như là mẹ con thay đổi hẳn luôn. Không có la phiền gì ba hết trơn á. Mới có 8 giờ cái mẹ con nói thôi mình ơi em đi ngủ ngay lên giường. Mới có chưa được 1 phút nữa là mẹ con ngáy khò 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 khò. Nói chung là rất là dễ dãi nha. Còn nói tới vụ ăn nữa. Con coi á, ba với mẹ con đi chợ mua tới 3 con gà về hầm thuốc bắc. Ba nói lát chờ cho anh ăn nha. Mẹ con ngồi một mình ăn hết 3 con luôn. Không chừa ba miếng nào hết luôn. Ăn dữ vậy. Ăn thấy ghê luôn á. Ăn khỏe mà ngủ khỏe nữa. Gì vậy? Chú gì? Có khi nào cô có bầu rồi không? Như vậy là xác suất có thai cực kỳ lớn. Còn anh nghiên cứu khoa học mà. Có nghĩa là cái ăn được ngủ được là triệu chứng mang thai. Đúng rồi. Còn mình rất nữa làm anh làm chị. Cái gì? Gì vậy? Cô Liên đang có bầu. Thì sao? Mà điên chạy bộ ở ngoài kia kia. Mẹ có tin vui trong người, tự nhiên trở nên hết sức thánh thiện. Nhìn mẹ ngủ y như bạch tuyết ngủ trong rừng ấy ạ. Bà, hãy đặt lên môi mẹ một nụ hôn và đánh thức mẹ dậy đi. Úi, làm gì? Nào chúng con nhắm mắt để ba làm. Mẹ em cái đó đem cổ tích. Hôn đi, đấy, đi, hôn đi. Nhắm mắt lại đi, tỉnh đi. Trời đất ơi, tỉnh liền. Trời ơi, hay quá vậy ta. Mình. Trời đất ơi, chỉ chỏ gì Bình ơi. Ủa anh không đi chạy hả? Tôi chạy, tôi đang chạy song song với bà. Xong tôi xây qua tôi không thấy bà đâu. Trời ơi, tôi tưởng là chúng sanh nó bắt cóc bà rồi. Tôi đi khắp chợ đi, tôi hỏi cái bà bán xoài. Bà nói ăn hết rổ xoài của bà đi về rồi. Trời đất ơi, sức bà mà ăn hết nguyên rổ xoài xanh luôn hả? Thấy ghê vậy. Trời ơi, tôi nghĩ là tôi ăn hết rổ xoài tôi sẽ hết buồn ngủ. Mà trời ơi, nó cứ cơn ngủ nó cứ ập tới. Tôi về tới nhà tôi còn ăn hết nguyên lon dế hôm qua ông xã mua về nè. Qua trời đất ơi, sao ăn côn trùng không vậy trời? Mấy cái đó hại lắm nghe. Đâu, có anh chẳng biết gì. Vào cái thời điểm nhạy cảm như thế này, phụ nữ rất thích ăn những cái món mà không ai giải thích được. Mẹ biết những vấn đề mà mẹ đang có, nó có nghĩa là thế nào không? Có nghĩa là mẹ đang có thai đấy. Mình, có phải không mình? Mẹ thấy mẹ... người dạo này nó có cái gì thay đổi không mẹ? Mẹ cảm nhận đi. Gì có thai cái nhìn tôi với bà nội. Trời đất ơi, né ra coi.
có tia không? Tự nhiên có tha cái nhìn chua hai tiêu. Không, mẹ đánh nhau. Ôi sao kỳ vậy? Thiệt luôn á hả trời? Đúng rồi mẹ. Nhưng mà dạo này trong người mẹ có cái gì thay đổi không? Đúng rồi đó mà, con. Có cái gì bất thường không? Kỹ con. Hả? Hai tháng chưa có. Bé lắm mẹ. Vậy là thôi có thiệt cả trời. Có thai rồi. Thường á, mẹ mở hàng đắt lắm. Trời ơi, cô như vậy nè, lớn tuổi rồi mà còn có thể có thai được thì chắc chắn là tụi con sẽ có thôi. Trời ơi, trời ơi, ổng chừng á, ông Hai Teo còn có bầu đó. Trời ơi, chú Hai Teo có bầu. Vợ luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, mong cuối từng số. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Nhật ký vợ chồng son suốt một năm qua. Chắc chắn chúng ta hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.